là thể thao vip.com xin chào bạn. Hôm nay shop sẽ giới thiệu và bán cho bạn chiếc xe đạp Sava, một chiếc xe đạp địa hình thương hiệu Đức đã nổi tiếng, và hôm nay shop về hai chiếc này rất là đặc biệt luôn. Số lượng có hạn, bạn nào nhanh tay mà đang cần tìm chiếc xe đạp này thì đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại 0983315936 để chốt mua bạn nhé. Thế này, shop đang có hai chiếc, đây là chiếc đen xanh 580 và nha, đen xanh, và đây là màu ghi, xanh ghi. Đấy, hai chiếc này. Vâng, đối với Sava địa hình thì có rất là nhiều model 380, 480, 550. Đây, ví dụ như đây 550. Đấy, 580 là hai chiếc đây. Và đây là chiếc 680 và có cả 780. Vâng. Bạn đang cần tìm mua xe đạp địa hình thì đến với shop xe đạp thể thao vip.com, và đặc biệt đây là những mẫu xe tốt nhất và có giá tốt nhất bạn nha. Và nhanh tay thì sẽ còn, và chậm tay thì hết, bởi shop đang bán với giá rất là tốt luôn, số lượng có hạn. Vâng. Lâu lâu mới có một kỳ, không phải như bánh mì ngày nào cũng có bạn nha. Đấy, và bây giờ shop sẽ giới thiệu chiếc 580 màu xanh ghi đây. Rất đẹp luôn, rất hoành tráng luôn. Vâng. Lưu ý các bạn là đây là màu này chỉ có một chiếc duy nhất bạn nhé. Bạn nào nhanh tay thì chọn màu này, còn không là shop bán rồi thì sẽ không còn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Đây, giới thiệu với bạn luôn, soi cận cảnh luôn bạn nhé. Đây là chiếc 580. Đây, 580 của Sava, khung carbon. Đây là dòng carbon cao cấp bạn nhé. Dòng carbon cao cấp. Đấy, carbon cao cấp. Đây là carbon của nhà máy Touring bảng T700. Nên rất là cứng luôn, cứng hơn, nhẹ hơn so với những dòng carbon thường khác, mắc khác bạn nhé. Khung carbon, các cái âm khung. Và cái nước sơn này bạn thấy này, tuyệt đẹp luôn. Sơn công nghệ ô tô. Bạn nào mà hợp phong thủy màu này thì không thể bàn được, và sẽ nhanh tay cho chúng tôi qua số điện thoại đang hiện trên màn hình 0983315936. Chiếc khung tuyệt đẹp luôn bạn nhé. Khung carbon. Và xe 580 này sử dụng một chiếc phuộc khí. Đây, phuộc khí này. Bạn nào mà đã từng chơi xe hoặc là đi xe ô tô mà có công nghệ phuộc khí thì cực êm luôn, đúng như mình trải nghiệm một chiếc Mimosai đặc cấp ạ. Đây, đây là van để thăm hơi cũng như là kiểm tra hơi, hay là bơm thêm hơi hay xả hơi bạn nhé. Phuộc khí rất là êm, chăm sóc rất tuyệt vời luôn. Mà shop đây là một chiếc duy nhất bạn nhé, có màu này thôi, còn chiếc kia là màu đen xanh. Xe tuyệt đẹp, phuộc khí. Tiếp theo, một cặp bánh của Sava 26 inch. Vâng, cặp bánh này thì dùng 36 nan hoa, hay trong phía Nam thì các bạn hay gọi là căm đấy ạ, 36 căm. Meyer chạy cốt bạc đạn và nhé, thục trục tháo nắp nhanh. Nốp này là sử dụng nốp gì đấy ạ? Nốp CST, CST Tri của MTB. 26 x 1.95 bạn nhé. Nốt CT 26 x 1.95. 26 x 1.95. Với thông số khuyến cáo bơm hơi, mình sẽ chia sẻ với bạn luôn, soi cận cảnh luôn. Đây. Từ 2.8 đến 4.53, tức là áp lực hơi đấy, người Việt mình hay gọi là 2.8 đến 4.5 bạn nhé, trong tầm này là vừa. Đấy. Và ai bị chạy mọi địa hình, đường nhựa, đường bê tông, neo núi đều được. Xe đẹp luôn. Tiếp theo, phô tăng tay lái bằng nhôm, cọc yên bằng nhôm, cọc yên liền bạn nhé. Đây là cọc yên liền này. Đây cọc yên liền, đây còn là một dòng cọc đắt tiền thì chúng ta thường sử dụng cọc này. Và cái rúp của chiếc xe đạp này đang sử dụng rúp Shimano Acera
Đây là tay đề lít 9 số và tay đề đĩa 3 số, tức là xe này có 27 tốc độ bạn nhé. 27 tốc độ, phanh dầu Shimano. Và phanh dầu Shimano thì quá đỉnh rồi, một thương hiệu của Nhật Bản. Thao tác rất nhẹ nhàng, kiểm soát tốc độ rất dễ dàng, rất an toàn cho người sử dụng. Gạt đĩa Shimano Acera, gạt lip Shimano Acera. Và ba đĩa đây, đủ đĩa Sava trục rỗng bạn nhé. Này, đủ đĩa Sava trục rỗng lip 9 tầng. Một đĩa sẽ chạy với lại 9 lip, có nghĩa là 3 × 9 = 27 số. Bạn chạy địa hình nào, tốc độ nào, mình để số phù hợp để chạy cho nó chuẩn cũng như là thoải mái nhất. Và phanh dầu Shimano đây bạn nhé, phanh dầu Shimano này, này hàng chính hãng, tai hồng của Sava luôn. Đây là thương hiệu xe đạp Đức. Đây những thông tin của chiếc khung MTB 580 xít tâm cáp âm khung này bạn nhé. Đây, anh đẹp, xe đẹp, giá tốt. Cái này shop chỉ có một chiếc màu này bạn nhé, một chiếc màu xanh ghi này, tuyệt đẹp luôn. Vâng, bạn đang cần tìm mua xe hay là thắc mắc về chiếc xe đạp này, còn câu hỏi nào đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại 0983315936. Shop luôn thường trực và sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn. Và đây là màu xanh ghi và đây là màu đen xanh 580. Đấy, 580, đây là 550, 680, 480 và 80, rất tròn trịa. Vâng, bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com. Vào 9 giờ sáng và 20 giờ tối hàng ngày, shop luôn đăng tải những sản phẩm shop đang bán trên thị trường và có những mẫu xe shop bán với giá hủy diệt luôn đó nha. Và chắc chắn bạn sẽ là người đầu tiên nhận được những video này và sẽ mua được chiếc xe đạp tốt với giá tốt nhất đó nha. Một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.